Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Sáng nay thì sáng nay Bùi Hải Vlog xuống nhân đồ ăn sáng lên thầy ha cô chú anh chị. Trời ơi cái bình hoa đem lại gốc cây cao su để là mà còn phá à cô chú anh chị ơi. Vậy mà còn vô nó phá được ha. Đem lau vào đây để là mà còn phá được hay thiệt. Nó hư này thiệt chứ. Phá quá. Anh Ngọc là bác của thầy ở Mỹ về. Mỹ về đúng không? Bác ở Sài Gòn. Nãy là ra Sài Gòn kinh đâu Mỹ. Anh lớn đi cho tụi em không ạ? À? Hả? Anh ơi, chị đẹp vậy? Gì vậy? Lớn nè. Mày mới luôn. Ừ, anh lớn. Thằng ngước nè. Nè, đem thằng ngước nào con kia. À, đà, đẹp ra. Hả? Đẹp, đẹp. Anh Ngọc một chút, anh Ngọc lấy cái miếng đá bự nguyên cả anh Ngọc. Giống như ở bên đó vậy đó. Anh kê ở bên đây nè anh Ngọc. Mà chị sang ghế nè. Để em lau cái vẽ cái để bánh cho thầy. Ông chầm mà của Han cũng không có bị. Ừ. Hôm qua chị xuống có ai thỉnh lộc mà hả chị? Ừ, thỉnh rồi. Cũng nhiều quá trời luôn rồi. Thầy dùng đi. Thầy dùng. Thầy phù hộ. Cam. Thôi. Thầy phụ hộ Bùi Hải lắm luôn á. Thầy phụ hộ mà. Cũng năng Bùi Hải phụ hộ lộn á, có lộn. Sao lẻo lưỡi rồi thầy. Sao lẻo lưỡi rồi. Lộn quá không đi quay chứ. Đây thầy vậy không có cộng năm nha. Cộng năm. Cộng năm là mộ trên mộ chú Năm ở trên mộ kia. Tại ảnh mới từ trên kia đi xuống. Chung clip luôn phải không anh? Đúng rồi, chung clip luôn. Hèn gì ta lộn rồi đúng rồi. Lẹo lưỡi. Này lâu quá mới thấy anh lớn. 3 ngày. Cái đèn này cháy hết dầu. Đây hiện tại có cái bàn này ở nhà. Trời ơi, đã bàn này ngồi. Cũng thầy rồi đó ngồi đây. Giả lại đây biết. Bàn như mới hôm qua không ta? Mới hôm qua. Tiên là bắp ba nhắc buổi chiều là bánh in, bánh cam, xôi, bánh tiêu. Nói tao không giảm cân được với mấy thằng này. Trời tự nhiên ở đây có con đầm kiến luôn nè. Kiến cũng có con đầm. Thiệt mà. 2, 4, 6, 7 con. 2 con chuẩn bị lại với 8 con. Thấy không? Chỗ này y như cái gì ngọt hơn nữa. Ghế này nhìn đẹp quá. Lớp. Để cho thầy làm đúng luôn lúc phải luôn. Người nhà lên dời lại á. Vậy. Đâu có để ngay đầu mộ thầy ngồi được. Tức là không để đây đầu mộ đúng không? À, để xéo xéo qua. Sẽ dời lại. Có lẽ là xéo qua đây quá. Xéo qua bên hông á. Đúng rồi. Vậy còn không mình chắc mình để cho mẹ. Sáng thầy nước
chứ cũng gửi theo mấy anh em đăng gì làm gì biết chứ. Biết anh Ngọc, Ngọc này lấy miếng đá quyên á, gạch quyên. Qua Hải để lên cái quá anh để nổ bụp 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 luôn à. Tại sao? Hải My mấy kênh tao biết mà. Trời ơi, Hải My mát dữ lắm, mát cũng như Bùi Hải lúc trước vậy đó ông ơi. Mà thấy cũng mát thiệt ha. Thì đó. Lâu lâu nó để một cái vậy đó. Nó đang lấy cụ mà tao nói 100 ngàn. Để lên được ngàn xúc chưa? Trời ơi, lên vài 6 ngàn mấy xúc rồi. Ý nói là hôm qua nó qua cắn xong nó lên được ngàn xúc không á? 600 mấy à. Chưa cập nhật hết. Chưa cập nhật hết á. Tại vì cái tối là nó đâu cập nhật nữa. Ngày mai còn chạy mà. Đó. Đó chạy là khoảng 200 quá. Chắc hơn. Vậy mà. Dạ 100 lẻ hả? Tại vì cái đó ta đang quan tâm mà. Mỗi đó cái clip cũ mà. Cái đó cũng đúng nữa. Đúng không? Thì nó clip cũ mà. Clip cũ nhưng mà khi mà mình nói vậy cũng đúng nữa, đúng không? Để ngay thời điểm. Đang đúng thời điểm. Ngay thời điểm là người ta cũng đang quan tâm cái vấn đề mà bản quyền đó. Thời cơ chín mùi người ta mới đưa lên được, chứ đưa lên bậy bạ đâu có được, đâu có wheel. Chắc mình quay để dành quá, với ăn với mấy ông nội này có lợi đâu. Chị lon lên liền ăn không lợi, chắc để dành quá. Để dành như nào mà mấy ổng mà không đăng số đầu mới đúng thời điểm đúng thời cơ thế mình đăng. Thời cơ chín mùi. Chưa em làm hai kênh, kênh nào cũng mát giống như em vậy. Mát. Có lúc mà đăng chơi chơi vậy mà không có miếng view nào. Đăng clip mới không có view mà tự nhiên đăng clip cũ mới lên vậy. Như làm việc ăn chơi đúng không? Làm chơi. Làm chơi ăn thiệt ba ơi. Cái đó là người ta làm là làm chứ thiệt chơi vừa làm là làm chứ. Ngày nào cũng phải làm cái tiền chứ. Mà nếu em biết như vậy hôm qua em đăng nguyên một clip ba mấy phút luôn cho rồi. Em đâu có cắt là làm chi. Phải không? Ai biết trước đòi biết trước là đâu ai gõ đâu. Hôm bữa hôm qua mà em biết mà nếu nó cắn như vậy phải không? Em đăng clip luôn luôn ba mấy phút luôn. Đăng clip ba mấy phút luôn cho nó cắn nguyên clip luôn còn ngon á. Cắn được clip dài. Hôm nay bác hai của thầy lên thăm thầy nè. Lên thăm thầy, lau mấy cho sạch sẽ nè. Rồi thắp nhang. Thôi anh chị để đi. Rồi em lấy cái xô này vô em để qua bên đây luôn.
đó. Bên xô đựng nhang, bên xô đựng nước. Dạ. Phải lấy chỗ gần, khỏi phải mất công đi ra đi vô. Ngọc bữa nay trồng lan đẹp trai lắm anh Bin. Chưa gì giờ này mới sáng, chưa gì qua. Dưới nó mới xong hả? Quá đẹp, quá dữ. Nghe xin gà được không không? Phải mới nó phải cộm rồi. Tùm lum tùm la hết đúng không? Bây giờ mấy anh em tóc phương người ta nha. Đây là thắp nhang hàng xóm của thầy buổi sáng. Bữa nay hộ thầy cũng được hoàn thành, cũng được lót gạch, rồi cũng có băng đá hai cô chú anh chị. Rồi hôm nay nghe là bác của thầy lên thăm thầy, ông bà cô chú theo dõi Bùi Hải Vlog, để chút xíu nữa bác của thầy lên thăm thầy, Bùi Hải sẽ cập nhật cho ông bà cô chú anh chị mình xem ha. Chị cái ống khói kìa, chị cái ống khói kìa, lượm cái ống khói vô kìa. Dạ thôi, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Và trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.